Chào anh em, mình là Bay Bay đây. Thì uh, cuối cùng uh, một KvK đầu tiên của mình ở uh, 2634 đã kết thúc. Thì uh, một KvK này khá là thành công, uh, được khá nhiều quả anh em ạ. <laughs> thì uh, đây, một cái đầu tiên thành quả như là được tới bốn uh, mình nghĩ như là được tới 4 đồng xu trinh phạt liền anh em ạ. Uh, tiêu diệt làm thương được 4 triệu lính là được một cái pha uh, lên biểu trưng này khá ngon này Uh, tiêu diệt hoặc bị làm thương lặng là 15 triệu lính này được một thêm một cái biểu trưng nữa này, hai biểu trưng okay. uh, liên hiệp thì được bốn uh, mùa này thì giữ được cái uh, dịch cuối thì được cái uh, người đứng vững cuối cùng, được ngôi ngôi sao anh em thì lên uh, lên ba ngôi sao chứ này. Thì được một đồng xu trinh phạt này, một đồng xu trinh phạt là cái này được thêm một ít uh, dương vật liệu khá là ngon. Uh, cái này được uh, vàng cái này được thêm dương vật liệu nữa cái này là sáu trại tập sự Trinh khi sự kiện kết thúc khá là ngon, à, liên hiệp của thống đốc đã kiểm soát một pháo đài được một sư uh, trinh phạt nữa này, à, liên hiệp của thống đốc đã kiểm soát hai pháo đài thêm một sư trinh phạt nữa, thế là ba sư trinh phạt tất cả đúng không? Khá là ngon anh em ạ, bộ này quá là bội thu luôn. tất cả mình cũng được uh, mình cũng được uh, thêm uh, quà của top 1 nữa top một danh dự đó nên là được đồng xu là bốn đồng xu chính phạt anh em ạ. Mùa sau thao mua uh, minh văn anh em nhé. Uh, Vương quốc đại hồng ca được uh, uh, được danh dự của liên minh cũng được uh, liên hiệp ấy, được số 1 luôn được thêm bảy tượng. Mùa này khá là nhiều. Thì phải nói là mùa này kvk thì uh, của sai sau bốn thì đánh thì cũng khá là không phải không phải quá là khó khăn. Thì Theo ý mình đánh cũng khá là dễ dàng thì tại vì ngay đợt từ đầu ấy tôi đoán là uh, tầm khả năng thắng là bảy phần trăm rồi, à, cái thằng chạy nước đánh ít quá nên là mình cũng phải xả mình xả tài nguyên và xả tăng tốc khá là nhiều để lấy 30 triệu kêu anh em vào trong KVK. Sau khi mình bên mình đánh thắng xong kinh lan rồi thì mình không đánh nhiều lắm. Mình để cho các anh em nào mà vẫn còn thiếu điểm kêu các anh em đi đánh. Mình cũng không đánh nhiều. Tính mình thì hơi uh, không kiểu là không kiểu là đánh kiểu là cố gắng kiếm điểm mấy điểm kêu cuối. Ngoại trừ là bên địch tôi đánh uh, kiểu là nó uh, nó đánh khỏe đoạn cuối thôi mà cái bọn này đoạn cuối lõng đánh lõng lằng nhà lằng nhằng nó cứ tăng 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 mình mà bay mình mà tìm mình mà dịch chuyển ra chỗ đánh nhau lõng lại chạy về nó mất thời gian mình lúc mình đánh được điểm kêu cũng khá là đủ đầy đủ rồi nên là cũng thôi kệ thôi um, thì được cái đấy này xong rồi hình như là đánh so về điểm uh, cống hiến hình như là mình đứng thứ bảy về điểm cống hiến ở uh, thì cái bảng chưa ra thì cái đợt này thì mình cũng được uh, nếu được hùng, hùng mạnh nhất thì mình sẽ được vị trí thứ ba hiện tại mình đang đứng vị trí top 1 nhưng mà vị trí vị trí xếp đặt của mình là vị trí thứ ba anh em ạ thì được thêm độ 60 tượng nữa đúng không vị trí thứ ba được 60 tượng à, chắc là lipo cao một à, mùa kvk khá thành công đúng không? À, đợt này thì thấy cũng có là khá nhiều nhiều thấy được khá nhiều gọi là địch đối, đối thủ của các trại khác muốn bay về bên 264 để xem sau đợt này sau sau Kavika xem uh, Kingdom uh, kiếm được bao nhiêu thêm, thêm bao nhiêu người. À, hiện tại thì uh, chắc là mình nghĩ là uh, sẽ cần phải uh, kiếm thêm độ vài boss nữa về. Thì uh, mùa sau đánh lên mình Osiris anh em ạ. Giờ phải anh em giờ phải có tướng, phải có các boss để đánh lên mình anh em ạ. Mùa sau mới có có thể lên uh, lên cơ đánh được. Bây giờ tìm thêm mấy người đánh uh, kiểu là bài bản anh em ạ. chứ còn uh, nhiều người đánh cũng không, 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 chưa biết đánh nhiều lắm đánh hơi khó thế là để xem thế là chuyến này sau chuyến này uh, tuyển người thế nào ạ mà còn một mùa kvk khá là thành công uh, mang tiếng uh, chạy uh, chạy gió nhưng mà được cầm dích cuối đánh uh, mình không biết thế nào chỉ số điểm uh, cuối cùng của các trại như thế nào mình cũng biết nhưng mà Thế là cũng hay rồi ba ngôi sao anh em nhé ba ngôi sao cho em sáu bốn À, cũng mình không biết là sau đợt này thì nghỉ KVK nghỉ bao nhiêu nghỉ bao nhiêu ngày nữa quan trọng là bây giờ KVK đánh là phải nghỉ nhiều thì mới có khả năng đánh khỏe thì à, muốn muốn ăn dịch cuối ấy, thì đánh về khỏe thì mới ăn được dịch cuối đúng không? Thôi thì dù sao thì cũng là một mùa KVK thành công của mình ở hai sáu chia sẻ những cái gọi là một mùa bội thu của mình cho anh em biết à, anh em nào mà muốn về hai sáu thì cứ mạnh dạn À, liên hệ trực tiếp tới coach uh, Ali, coach Ali là người sẽ uh, trực tiếp gọi là giải quyết những vấn đề nhập cư anh em, mình thì chỉ uh, gọi là thông uh, thông tấn viên, phát nguồn viên chứ, phạt nguồn viên anh em. <laughs> à, thôi nha anh em nhé, chia sẻ thôi, cảm anh em.